Sứ Lê Gia chào cả nhà. Hôm nay em sẽ giới thiệu cả nhà mình là 15 cây sứ ghép ha. Cái giá cây em bán là từ 100.000 cho tới 150.000 một cây. Hàng em gửi đi là 2 cây trở lên em mới ship nha cả nhà. Mình có cây số 1 ghép phương lam vàng. Cây phương lam vàng này được ghép 8 bo. Cây mình vô chậu C10. Hành cũ chậu C10 của em, bên em là nó từ 50 cho đến 64, nó tùy theo cây nha. Cái lô hàng này thì cây mình cũ già nè, từ dài, bo ghép ra chắc khỏe luôn. Rồi, cây số 1 giá 130.000, phương lam vàng. Tới số 2 là ghép thái quân, 3 lớp màu đỏ, đỏ tươi luôn nha. Cây 5 bo. Cây thái quân này 6 bo chứ, nó khuất đơn thấy. Cây 6 bo nha, cũ vô chậu C10, cũ này cơ bắp. Củ này rất là to luôn. Cây này về mình trồng trong chậu 5 tấc được nè cả nhà. Rồi, thái quân đang vô nụ ha. 130.000. Tới số 3, minh hoàng 2 lớp màu vàng, cây minh hoàng 6 bo, 130.000. Số 4 là duyên dáng tím. Duyên dáng tím, hoa 3 lớp. Cây mình ghép 11 bo. Cũ này là tầm 60 trở lên, giá 130.000. Số 5 là Long Quân, màu hồng có sọc. Giống này lúc nở rộ có hương thơm ạ. Cây mình đang nhôm nụ rất là nhiều luôn. Cũ vô chậu C10 nha, 100.000. Tới số 6, Blue Boy. Cây này cũ quái nè nha. Cái hình giống như một người ngồi khoanh tay lại nè. Ghép 7 bo, giá 130.000. Hay, em quay cận vô cho mình xem cái mắt ghép cây mình nè. Cái lô này là cũ già, bo ghép chắc khỏe luôn, tựa dài. Số 7, Vĩnh Lộc 16, hoa màu trắng, có sọc. Cây mình ghép 4 bo. Hành cũ này cỡ 58 nha, giá 100.000. Số 8 là Minh Hy 12, nền vàng cam, có sọc hồng, cánh viền nha. Giống này thì có hương thơm. Cây ghép 8 bo, 130.000. Số 9, Huyền Thoại, màu đỏ cánh có viền tím ạ. Cây 5 bo, 130.000. Số 10, Đun Han, hoa 3 lớp. Cái giống này là hoa cánh nhọn nữa nè. Hoa chuyển màu. Cây mình được ghép 10. Đây này, 2, 4, 6, 8 bo nha. Ghép 8 bo. 8 bo giá 130.000, cây số 10. Số 11, ghép Ý Nhi 9, màu tím sọc. Ý Nhi 9 mình ghép 10 bo, 130.000. Đây, Ý Nhi 9. Số 12, ghép An Lạ. Cây này cũ cơ bắp nè cả nhà. Ghép 6 bo, 130.000. Cây mình tựa dài lắm này nha. Số 13, ghép Thần Tài 5 cánh, hoa 5 cánh màu đỏ. Cây Thần Tài được ghép 9 bo, giá 130.000. Số 14, Vân Hơi 7, hoa 2 lớp màu hồng. Vân Huế 7 này là hoa rất là rộ nè. Cây mình ghép 6 bo. 6 bo giá 130.000. Đây, em nhân cận vô cho mình xem cái củ nó nha. Rồi, tới 15, cây cuối. 15 là một cây củ quái nha. Củ quái. Ghép giống Vân Huế 5. Cái giống này hoa 3 lớp màu hồng có sọc. Hoa rộ lắm. Cây mình đang vô nụ nè. Có bộ tàn khá là xinh xắn luôn. Củ quái. Dạ, để trên cái vàng. Cái củ này to. Xoay không được. Trời, cây này được ghép là 10 bo. Vô chậu C10 luôn ạ. Giá 150.000. Rồi, hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là 15 cây ha.
cô chú và anh chị mình xem mình yêu thích cây nào thì mình gọi điện trực tiếp theo số điện thoại em để trên màn hình đó ha. Còn nếu như mình nhắn tin vô để mình đặt cây thì mình phải nhắn rõ ràng giùm em ha, là mình chọn cây số mấy và mình để lại tên mình và số điện thoại để em liên lạc mà em gửi hàng cho mình ạ. Và lúc này thì bên em bán là mình ưu tiên cho những khách mà mình đi xe Tô Châu ha, mình gần chành xe Tô Châu thì em sẽ gửi cây để nguyên chậu cho mình. Còn đi hàng bưu điện á thì đi hàng lúc này nó hơi bị chậm hơn ngày thường chút xíu. Nếu cây mà đến nơi có chậm thì mình sẽ mong quý khách thông cảm giùm em ha. Và em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ.